Ở đây sâu Sơn Gôn, Đồng Nai nha quý anh chị. Ấp Sông Chầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đường bê tông, điện nè, đường điện nè, đường bê tông. Sâu Sơn Gôn, Đồng Nai. Thì hiện tại tại đây đang có khoảng 4 lô đất. 4 lô đất là về phía bên cây cục điện bên đây nè quý anh chị. Ở đây bên tây tâm chỉ nè, 4 lô đất ở ngay từ cái nhà cấp 4 bên kia. Đó, mặt tiền đường bê tông này phải hơn mặt tiền đường bê tông phải hơn 6 mét. Hơn 6 mét. Ngang qua đây là 4 mét và sâu vào bên trong. 4 mét nhân 25 mét nha quý anh chị. Đó, từ cái nhà này qua đây. Đó. Đất sổ cư thổ riêng luôn. Đó. Từ đây mà mình ra ngoài thị trấn là chỉ tầm 5 phút thôi. Quý anh chị nào mua lô đất nền tại đây chỉ có 650 triệu một nền thôi thì có thể comment lên video hoặc là điện thoại cho Tâm nha. Ok. Cái đường này là đường vào 600, cái lô đất 650 triệu nha quý anh chị. Đó nè, bên đây là Sơn Gôn Đồng Nai nè, chỗ này là Sơn Gôn Đồng Nai, hàng rào nè, để mình dơ gạo lên bất động sản xây dựng 38 luôn nè, đi ngang. Chỗ này mình ra thị trấn tầm 5 phút chạy xe máy là tới trung tâm thị trấn rồi quý anh chị ơi. 5 phút chạy xe máy tới trung tâm thị trấn. Nè, cái đường này Tâm chạy khoảng chừng vài phút là ra ngoài đường Hùng Vương á, chạy thẳng ra thẳng đường Hùng Vương luôn. Gần tới trung tâm thị trấn rồi mà vẫn có bò quý anh chị ơi, bò nè, đó mấy chục con luôn rồi. Dạ, coi chừng nó hút nha. Giờ này mà có lốc bò này đại gia đấy bạn ơi, má gần tới trung tâm thị trấn rồi mà bò chạy dây đường luôn, đại gia đấy, bị bỏ đâu. Khoảng tầm mấy chục giây nữa là chạy tới đường Hùng Vương rồi quý anh chị. Rồi ra thị trấn. Chỗ này là khu tái định cư nè quý anh chị, khu tái định cư thị trấn Trảng Bom. Ở đây là nhà văn hóa nè, nhà văn hóa thị trấn Trảng Bom, nhà văn hóa mới. Bên đây là đất tái định cư nè, tái định cư ở thị trấn. Mình từ trong tới 10 phút là tới rồi.
bên đây là Island Coffee nè quý anh chị. Island Coffee giao dưới mặt tiền đường vườn này, rồi tới trung tâm thị trấn rồi đấy. Ok.